Hello, Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu các anh chị, được sản xuất vào năm 2021. Thì chủ xe mua xe tại Toyota Buôn Mê Thuột vào tháng 4 năm 2021. Và từ tháng 4 năm 2021 đến nay thì chủ xe bảo dưỡng 5.000, 10.000, 15.000 cây số, bảo dưỡng rất là đều nha quý anh chị nha. Thì hiện tại xe mới đi được 17.000 cây, Euro chuẩn nha quý anh chị. Thì đây là cái mẫu mới nhất hiện tại của Fortuner máy dầu số sàn. Thì Huy cũng sẽ cùng quý anh chị mình xem chi tiết về sản phẩm ạ. Thì anh chị nào mà đã theo dõi kênh xe cũ miền Nam của Huy rồi thì anh chị sẽ biết bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, Toyota Hiroshima Tân Cảng, cam kết không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Và với chiếc xe lướt mới có 17.000 cây như thế này thì chế độ bảo hành hãng của chiếc xe này vẫn còn đầy đủ hết, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Rồi mình sẽ xem chi tiết về sản phẩm các chị. Đây, cụm đèn thì xe này được trang bị là đèn bi LED nha quý anh chị nha. Bi LED và có tính năng tự động bật tắt buổi tối anh chị. Thì anh chị đi thì không cần phải bật đèn, chỉ để chế độ auto, trời tối tự động nó sáng. Còn khi mà anh chị vào những đường hầm nội quý anh chị thì trời tối nó sẽ tự động nó sáng. Rồi ra trời nắng như thế này thì nó sẽ tắt nha quý anh chị nha. Cảm biến khoảng cách ở phía trước, rồi đèn cản này, đèn xi nhan ở dưới cản. Còn đây mình sẽ đi xem ha. Dưới cản, ga lăng, rồi gầm bệ đây quý anh chị. Đấy, gầm bệ. Đó, xe thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Anh chị chỉ việc lấy xe về và sử dụng thôi. Kiểm tra 176/1 và tiến hành làm manicure, làm đẹp cho cái sản phẩm này. Đây là một chiếc xe lướt 2021 nha quý anh chị nha. Gai vỏ còn khá là dày. Thì vỏ này là còn nguyên bản theo xe. Tuần thứ 8 của năm 2021. Đối với cái mâm này thì là mâm 17 inch và vỏ là vỏ Bridgestone nha quý anh chị nha. Bên trong anh chị nhìn ha. Rồi, gầm bệ đây. Ok. Xe còn bảo hành hãng đầy đủ hết, cho nên anh chị không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Còn Euro công tơ mét của xe đó là chuẩn, chuẩn 17.000 cây quý anh chị nha. Màu đen là cái màu nó có ánh kim tuyến rất là đẹp luôn quý anh chị. Đấy, anh chị nhìn nè, cái ánh xanh nha, ánh xanh kim tuyến đó. Rồi có báo động này, dán phim, rồi che mưa. Xe này chủ xe đậu trong mát nhiều cho nên là những chi tiết bằng nhựa này quý anh chị. Che mưa rồi còn rất là đẹp luôn. Đấy, rồi mình sẽ xem ở bên trong nha quý anh chị. Đây là phần tabi cửa. Đấy, anh chị nhìn không, rất là mới luôn. Thì 2021 mới có 17.000 cây, Euro chuẩn thì chắc chắn rồi. Còn như mới, nội thất bên trong còn thơm mùi nội thất của xe mới luôn quý anh chị. Đây, 2021 nha. Rồi, ron, mọi thứ thì mới có 17.000 cây thôi. Euro chuẩn của xe này các chị, 17.851 cây số. Anh chị nhìn mặt đồng hồ tóc lô này. Thông tin nha quý anh chị. Thì nhận được thông tin từ sếp của Huy là thông tin là Fortuner máy dầu số sàn hiện tại không còn sản xuất nữa quý anh chị. Đó, cho nên là những chiếc xe máy dầu số sàn đang được khách của Huy tìm kiếm rất là nhiều luôn. Đây, vô lăng này quý anh chị, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, điều chỉnh âm lượng. Đèn có tính năng auto ha, tự động bật tắt. Đấy, máy dầu đi rất là khỏe. Và anh chị sẽ có được sự trải nghiệm khi mà chạy số sàn. Thì rất là nhiều khách hàng của Huy thích Fortuner số sàn mà không thích số tự động lì. Mấy khách hàng của Huy thì chia sẻ như vậy. Ok, hộp số, anh chị nhìn căn số nè. Đó, thì mới 17.000 cây mà găng này phải còn nguyên thôi. Thì điều này là hiển nhiên. Hộp số có chế độ Eco Power. Eco là tiết kiệm nhiên liệu của chị. Còn Power anh chị mà chạy dốc rồi ha nha. Chạy lên đường dốc rồi anh chị kích hoạt chế độ Power lên là chạy rất là khỏe luôn. Cân bằng điện tử thì có hết nha quý anh chị nha, như hệ thống chống bó cứng phanh nè, hệ thống hỗ trợ khả năng dốc nè, rồi hệ thống phân bổ lực phanh điện tử nè, ổn định điện thân xe có hết luôn. Rồi camera gear, yeah. Đây các chị, đó, rất là nét luôn. Thì Fortuner thì quá quen rồi, thì Huy cũng giới thiệu sơ sơ lược để cho quý cô chú anh chị mình nắm thôi. Chứ thực sự đây là một trong những cái mẫu xe mà mới có 17.000 cây thì không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Này ghế đó quý anh chị ha. Đấy, lót sàn Simly này. Những miếng này là chủ xe dán nha, chống trầy quý anh chị, lên xuống nó hai trầy. Bằng đập côn, bằng đập thắng, bằng đập ga. Rồi, mình sẽ đóng cửa lại.
ra phía sau. Thì đây, tapi cửa sau anh chị. Thì Huy cũng quay chi tiết cho quý anh chị mình xem nha. Còn keo sùng thì anh chị yên tâm, còn nguyên vẹn. Đó. Thì anh chị mua chiếc xe như thế này anh chị cũng tiết kiệm được rất là nhiều anh chị. Mới 17.000 cây thôi. Và đây là mẫu mới nhất hiện tại của Fortuner, máy dầu số sàn. Xe có hai dàn lạnh nha quý anh chị nha. Mỗi hàng ghế đều có những cửa gió điều hòa như thế này. Cho nên làm lạnh rất là nhanh và lạnh khá là sâu. Thì ở đây là vị trí công tắc điều khiển cái dàn lạnh phía sau. Có đèn trên trần đồ luôn hết anh chị. Còn đây là bề tựa tay. Bề tựa tay thì có vị trí hai vị trí để ly. Còn cái móc treo này thì anh chị có thể treo được 4 kg. Rồi có những ổ sạc đầy đủ hết. Fortuner thì đầm chắc đi rất là sướng. Đặc biệt là máy dầu số sàn thì anh chị mua về chạy gia đình. Thì đây là một trong những chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu của anh chị. Anh chị mà chạy đây đường trường chỉ có 6 lít 09 trên 100 cây số anh chị, rất tiết kiệm luôn. Còn hỗn hợp là 7.03. Đó, anh chị nào mà mua về chạy là tuyệt vời. Rồi đèn đèn thắng sau là đèn LED và có tính năng là báo phanh khẩn cấp. Tức là khi mà anh chị mà đập phanh khẩn cấp á, thì đèn ở phía sau nó sẽ chớp. Đó, nó báo cho phương tiện ở phía sau biết là đang cần thắng phanh khẩn cấp, cho nên nó sẽ an toàn cho quý anh chị. Cảm biến khoảng cách ở phía sau thì có 4 cảm biến lần quý anh chị, cho nên là khi mà anh chị ghé rất là sướng, kết hợp với camera nữa thì cực kỳ an toàn luôn nha anh chị. Còn đèn thắng ở trên cái phần đuôi cá là đèn LED. Rồi, vỏ sau cua chưa hạ nha anh chị, còn gầm bệ đây. Rồi, mình xem thêm cái phần cốp để đồ phía sau. Đây quý anh chị. Đấy, xe gia đình đi, cho nên là không có bị xước xát gì. Những cái vị trí này là đáng kể nha. Đó, anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Còn lót sàn sim ly, khá là sạch sẽ. Rồi, đồ nghe. Đồ nghe con độ chưa dùng nha quý anh chị. Đấy, con độ chưa dùng. Rồi, những vị trí ghế này, anh chị thấy chưa? Đấy, còn đẹp cực kỳ luôn. Và anh chị nhìn ở vị trí những cái vị trí này nè. Đó, thì anh chị biết là xe này ghế sau chưa sử dụng luôn quý anh chị. Khá là ok. Đấy, không khác gì xe mới là bao nhiêu. Mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều so với việc anh chị mua xe mới. Và phía tài chính thì hiện tại đang hỗ trợ cho quý anh chị mình vay cũng khá là ok nha. Với chiếc xe này 2021 thì anh chị sẽ vay được khoảng tới 75%. 75% là đưa trước khoảng ngoài 300 tí anh chị có thể mua được chiếc xe này rồi. Đó, vỏ là còn nguyên bản theo xe. 5 vỏ còn nguyên bản theo xe, vỏ sau cua chưa hạ luôn. Còn gầm bệ mọi thứ còn rất là mới. Chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ quý anh chị. Xe được chủ xe bảo trì bảo dưỡng cũng như là bảo quản xe khá là ok. Cho anh chị mua những sản phẩm như thế này về đi hoàn toàn yên tâm nha. Mà Fortuner nó bền lắm quý anh chị, bền cực kỳ bền luôn. Với những chiếc xe mà bảo trì bảo dưỡng như chiếc xe này quý anh chị, đầy đủ như này thì anh chị chạy tới 800-900.000 cây số vẫn ok, vẫn bình thường. Anh chị lưu ý là cứ 5.000 cây là anh chị đi thay nhớt, 10.000 cây thay nhớt lọc nhớt, đó là ok. Còn mà về cái độ bền bỉ thì Fortuner là một trong những chiếc xe mà nó đã có từ rất là lâu rồi. Và những chiếc xe bây giờ anh chị thấy những chiếc xe từ 2010 hay là 2009 mà máy dầu á, bây giờ nó vẫn chạy phà phà và vẫn rất là ngon luôn. Động cơ đồ rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Đó là những cái điểm đặc điểm của Fortuner máy dầu. Thì Huy cũng thông tin cũng như là phản hồi gửi đến cho những quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua về chạy gia đình thì anh chị lấy chiếc xe này. Giá niêm yết của sản phẩm là hiện tại đang được niêm yết là 898 nha quý anh chị nha, 898. Và anh chị nào mà thích xe này thì cứ liên hệ với Huy. Huy sẽ xin hỗ trợ giá cho quý anh chị nha, trợ giá cho quý anh chị. Cụm ABS này, heo thắng này, cái bộ cụm lọc nhiên liệu nha, bình ắc quy này, đấy, to chưa? Còn nguyên bản cho xe nha, từng mô lon có tán hay từng cái dấu sơn từ nhà máy này quý anh chị. Nó động cơ thì khỏi phải bàn rồi, bền lắm, cực kỳ bền luôn. Vì sao á, rất là nhiều khách hàng nói là Fortuner nó giữ giá tốt vì nó bền quý anh chị, cho nên là những chiếc xe mà khoảng 5-10 năm vẫn chạy phà phà ngon lành thì nó giữ giá tốt thôi, điều hiển nhiên. Ok rồi, thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm. Và địa chỉ bên Huy á, là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh nha quý anh chị. Ngay chỗ cầu Sài Gòn. Đây là cầu Sài Gòn này quý anh chị. Đó, thì anh chị mà hướng từ Hàng Xanh đi lên đó thì anh chị quẹo phải cái đường Nguyễn Hữu Cảnh này. Nguyễn Hữu Cảnh cách cầu Sài Gòn khoảng 100 m nha. Còn anh chị nào mà đi hướng cái quận 2 qua đó
thì anh chị chạy thẳng thêm khoảng 100m nữa, thẳng luôn. Rồi anh chị có một cái con lương chính giữa mà qua đường được á, anh chị cứ quẹo qua rồi xong anh chị quẹo hướng Nguyễn Hữu Cảnh này, anh chị bọc lại. Đó, ngay chỗ tòa nhà Landmark 81 tầng luôn đây quý chị. Đây, đó, ngay chỗ cổng ra vô của tòa nhà Landmark 81 tầng. Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Rồi, xin kính chào và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.